Nói đến những sản phẩm của Quizmart thì người ta thường nhớ đến những sản phẩm nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh lung linh như quả trứng. Nhưng mà dạo gần đây thì Quizmart muốn thoát khỏi cái hình ảnh cute baby đó và bước sang một kiểu thiết kế mới, sang trọng, lịch lãm và đẳng cấp hơn. Và trên tay mình là một trong những sản phẩm như vậy, Quizmart Cream AE. Nó có một cái thiết kế khá giống với iPhone 5 phiên bản màu đen. Tuy nhiên thì nó lại to hơn iPhone 5 một tí vì sản phẩm sở hữu cái màn hình lên đến 4,7 inch. Tất cả đều là một màu đen tuyền, kể cả miếng kim loại bao quanh thân máy cũng có cái màu tiệp với cái màu sản phẩm nên cũng không tạo cái điểm nổi bật gì cho máy. Mặt trước thì chúng ta có camera 3 megapixel. Thì đây là một cái tấm hình mà mình chụp từ camera trước của sản phẩm này. Như các bạn thấy thì khá là rõ. Và phía dưới là mấy cái nút cảm ứng. Nói đến mấy cái nút này thì phải nói là cái thiết kế ở những cái nút này nó hơi não phẳng một tí. Các bạn nhìn coi, có thấy cái nút nào không? Chắc chắn là không rồi. Chúng ta phải chạm vào một trong ba cái nút này thì nó mới sáng lên được. Mình có một chút không thích nhẹ ở chỗ này, thấy nó bất tiện sao sao á. Đây là cái nút tùy chọn nè, rồi home và trở về. Mặt sau được trang bị một camera 8 megapixel, đèn flash kép, logo của nhà sản xuất và tên của máy được in nổi lò ngoài. Giao diện mặt trước của máy thì được thiết kế khá là sinh động và bắt mắt vì màn hình của máy là QHD 16 triệu màu, bố trí các cái icon tính năng cũng như là các icon của ứng dụng rất là đẹp. Về cái dự báo thời tiết mà có hình cân cù này nè, mình thích lắm các bạn, nhìn nó cute kênh luôn. Các bạn có thể thêm vào thành phố mà mình mong muốn ở cái phần cài đặt nè. Rồi xoay con cù để đổi thành phố nếu mà bạn add khá nhiều thành phố. Xoay ít thôi nha, chứ không hơn con cù nó lộ ra ngoài tội cho nó lắm. Ngoài ra bên trái màn hình còn có một thanh công cụ để mở nhanh các cái ứng dụng. Và các cái ứng dụng này mình có thể thiết lập, bỏ bớt hoặc là thêm vào những cái ứng dụng mà mình thường xuyên hay sử dụng hàng ngày mà không cần phải vào menu để tìm kiếm ứng dụng. Rất ư là tiện lợi luôn. Bên cạnh màn hình đẹp như vậy thì súng ống phía trong của máy cũng được trang bị khá là ổn. CPU quad core 1.2GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 4GB. Tuy mang trên người những cái phụ tùng như vậy nhưng mà trọng lượng chỉ là 145g thôi. Không đủ mạnh để chơi những cái game như Alpha 8 nhưng cũng đủ để bạn lướt web giải trí, chơi những cái game mang tính chất tầm trung và xem một cái phim HD. Sản phẩm còn tích hợp thêm một tính năng khá hay là ghi âm lại cuộc gọi hội thoại và đầu người nói chuyện với bạn không hề biết điều này. Điều này khá là thích hợp cho những ai cần tính năng này vì nó được tích hợp sẵn mà không cần phải cài một cái ứng dụng nào khác. Quizmart Cream AE rất khác với các đàn anh cute của nó bởi cái vẻ lịch lãm và sang trọng. Đây là một trong những sản phẩm cũng nằm ở mức giá tầm trung mà mình nghĩ là nhiều người có thể sở hữu nó một cách dễ dàng. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy click vào link bên dưới để được cập nhật giá tốt nhất cho sản phẩm và bạn có thể đặt hàng online rất là tiện lợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.